Chúng ta sang câu số 3, đó là câu tính tích phân. Tính tích phân y bằng cận trại từ 0 đến 1 của x nhân e mũ x chia cho e mũ x cộng 1 tất cả bình phương đế. Thì các em nhớ là câu tích phân là câu mặc định trong đề thi nhá. Có thể là tính, có thể là ứng dụng. Bây giờ nếu là tính, bây giờ ta sẽ tính câu này. Kinh nghiệm thầy nhắc nhở cho các em là khi các em gặp một cái tích phân mà biểu thức dưới dấu tích phân là một đa thức nhân với hàm số mũ, đa thức nhân với hàm số mũ, thì các em nên sử dụng công thức tích phân thường phần nhé. Công thức tích phân thường phần thầy nhắc này: tích phân đi từ A đến B của UDV sẽ bằng U nhân V thế cận từ A đến B trừ tích phân từ A đến B của VDU. Đây là công thức tính tích phân thường phần. Thế thì thầy vừa nhắc với các em rồi là khi gặp một cái tích phân mà biểu thức dưới dấu tích phân là đa thức nhân với hàm số mũ thì chúng ta nên sử dụng phương pháp tích phân thường phần. Và cụ thể ở đây chúng ta phải đặt cái đa thức đó bằng U, còn hàm số mũ bằng DV nhé. Thì đối với tích phân này thầy sẽ sử dụng tích phân thường phần bằng cách đặt x bằng U. Đặt x bằng U rồi thì tất cả bộ phận còn lại bằng DV, tức là e mũ x chia cho e mũ x cộng 1 tất cả bình dx bằng dv. Đấy. Thế thì bước tiếp theo, chúng ta đặt x bằng u rồi thì bây giờ chúng ta lấy vi phân hai vế, hay nói một cách đơn giản là lấy d hai vế. Bên này là dx, bên phải là du. Đây là lấy vi phân hai vế. Dòng dưới chúng ta phải đi tìm hàm v. V là nguyên hàm của hàm số đứng trước dx. Hay nói cách khác, tìm V tức là tìm xem hàm số nào đạo hàm ra bằng hàm số này. Nói một cách thô thiển nữa là tìm xem cái gì đạo hàm ra bằng hàm số này. Thông thường chúng ta rất dễ dàng mò được hàm V, mò chay được xem cái gì đạo hàm ra bằng biểu thức đứng trước dx. Song có những trường hợp mà chúng ta mò nó hơi phức tạp thì khi đó chúng ta sẽ sử dụng công thức nguyên hàm nhé. V là nguyên hàm của hàm số này, vậy thì muốn tìm V chúng ta sẽ tính đây. V là nguyên hàm của hàm số e mũ x chia e mũ x cộng 1 tất cả bình, vậy tìm V tức là chúng ta phải tính tích phân không cận của e mũ x chia cho e mũ x cộng 1 tất cả bình dx. Thì bây giờ ta sẽ sử dụng kỹ năng đưa vào vi phân để chuyển về tích phân cơ bản, cụ thể như sau. Chúng ta lộn cái mẫu ở dưới lên thành e mũ x cộng 1 mũ âm 2. E mũ x dx ta đưa vào trong d, ta viết thành d của e mũ x và cộng thêm 2 cho nó giống với biểu thức ở bên ngoài. Xin lỗi, là cộng 1, giống với biểu thức ở bên ngoài. Lập tức chúng ta có tích phân cơ bản, tích phân của u mũ alpha du. Như vậy nó bằng u mũ alpha cộng 1 chia cho alpha cộng 1 tức là chia cho trừ 1 cộng với c. Và áp dụng phép toán về lũy thừa, chúng ta có trừ của 1 chia cho e mũ x cộng 1 cộng với c nhé. Nhưng mà ta chỉ cần tìm một nguyên hàm thôi, v là một nguyên hàm thôi, cho nên ta vứt cái c đi, không lấy c, ta chỉ lấy cái phần này thôi. Như vậy v của chúng ta là trừ 1 chia cho e mũ x cộng 1. Đấy, anh này là nguyên hàm của anh này, hay nói cách khác anh này đạo hàm ra bằng anh này. Như vậy tìm được v rồi thì chúng ta lắp vào công thức thôi, lắp vào công thức tích phân từ phần. Từ đây chúng ta có y bằng theo công thức tích phân từng phần, nó bằng u nhân v. U đâu? U là x. V, v là trừ 1 chia cho e mũ x cộng 1, thầy nhân luôn, tức là chia cho e mũ x cộng 1 trừ thế cận từ 0 đến 1 trừ tích phân từ 0 đến 1 v du.
VDU như vậy thành cộng 1 chia cho E mũ X cộng 1 DX. Thế cận vào chúng ta sẽ có chỗ này là trừ 1 chia cho E cộng 1 cộng với tích phân từ 0 đến 1. Tích phân này muốn xử lý được chúng ta phải sử dụng kỹ năng thêm bớt nhé. Thầy thêm bớt cho giống mẫu, thầy thêm bớt E mũ X. Rồi, thực hiện phép chia đa thức cho đơn thức, nhớ là A cộng B trên C thì bằng A trên C cộng B trên C. Và nếu đây là trừ thì đây sẽ là trừ. Cho nên tích phân y sẽ bằng trừ 1 trên E cộng 1 giữ nguyên cộng với tích phân từ 0 đến 1 chia đa thức cho đơn thức, anh này chia anh này được 1, trừ E mũ X chia mẫu. Rồi, trừ 1 chia cho E cộng 1 giữ nguyên, cái này tách làm hai tích phân, chúng ta có tích phân từ 0 đến 1 của 1 lần DX trừ tích phân từ 0 đến 1 của E mũ X chia cho E mũ X cộng 1 DX. Và tiếp tục, cái này sẽ bằng phân thức này giữ nguyên, trừ 1 chia E cộng 1. Tích phân này sẽ bằng x thế cận từ 0 đến 1. Còn tích phân cuối cùng này chúng ta sẽ sử dụng kỹ năng đưa vào vi phân để chuyển về tích phân cơ bản. Cụ thể là trừ tích phân từ 0 đến 1 dưới mẫu giữ nguyên. Trên thử E mũ x dx thầy viết thành d của E mũ x cộng thêm 1 cho nó giống mẫu. Và như thế thì cái tích phân này nó chính dạng là tích phân của DU chia U. Kết quả cuối cùng trừ 1 chia E cộng 1 cộng với 1 trừ đi loga nepe của E mũ X cộng 1 thế cận từ 0 đến 1. Quy đồng rút gọn, chỗ này chúng ta còn E chia cho E cộng 1 trừ loga nepe của chỗ này là E cộng 1 trừ thấy bằng 0 ở đây E cũng 0 bằng 1, như vậy là trừ đi loga nepe của 2 và bằng E chia cho E cộng 1 trừ chỗ này hiệu 2 logarit trở thành logarit 1 thương loga nepe của E cộng 1 trên 2. Như vậy chúng ta đã giải quyết xong câu tích phân.